đâu. Đường chuyền vào rất nguy hiểm. Tỷ số được mở cho câu lạc bộ Hà Nội. Cú đàn hồi rất tốt của Lucas Cantoro. Cantoro là cầu thủ rất được ban lãnh đạo của câu lạc bộ Hà Nội kỳ vọng. Không lâu trước khi giải nhất khai chiến, Cantoro đã trở lại với sân cỏ Việt Nam và khoác áo câu lạc bộ Hà Nội. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Không ai việt vị cả. Đường chuyền vào từ cánh trái rất tốt. Pha đá núi quá hiểm. Và thủ môn Văn Cường đánh bó tay.